mái đồng tiền ngõ buồn tái duyên. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã. Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube Hoàng Nam Kinh Số nha. Trong buổi sáng nay anh em chúng tôi có đi lắp ghép một bộ dàn karaoke cho anh Hoàng Văn Phụ và vợ tên là chị Nhật ở tổ 13 Thượng Thanh, số nhà 9, ngách 49, ngách 94 trên 89 trên 3, tổ 13 Thượng Thanh. Đó, bộ dàn karaoke của anh gồm có một đôi loa VA12 với kèm theo đó một cục đẩy X23 Pro, một mic 321, một súp 560. Rồi đây là không gian nhà anh. Anh em tôi bắt đầu vào phòng để lắp ghép, dỡ hàng xuống và để lắp ghép cho anh chị. Đây, không gian nhà anh đây. Rồi xin mời tất cả các bạn hãy đợi chút xíu để anh em tôi bốc hàng xuống xong vào phối ghép. Rồi chúng ta cùng thưởng thức chất âm tại căn phòng của anh. Đây là những đôi loa cũ của anh. Súp gì? Súp này súp bắp bao nhiêu? Bé tí. Hỏng hết rồi. Anh em chúng tôi đã phối ghép xong một bộ dàn karaoke cho anh Phụ và chị Nhật ở tại tổ 13 phường Thượng Thanh, số nhà 9 tổ 13 phường Thượng Thanh các bạn nha. Bộ dàn karaoke của anh gồm một cục đẩy X23 Pro, kèm theo đó là một đầu thu mic và hai tai mic, đó là 321. Và không thể thiếu được trong bộ dàn đó là VA, đôi loa VA12 Pro và một cục súp 560. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em cùng thưởng thức chất âm tại căn phòng của anh. Màu áo đông xưa, mình ngước huy hoàng.
được bàn tay chính là rừng hoa, rừng hết ân tình. Tìm đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ, con đường xưa anh đi, thời gian cố quên thì ta mòn kia vẫn đi. Vì một đêm trắng thanh quán bên đường quán tay, chỉ còn em vô ơn.